con kiêng chim gió là mình sẽ kiêng con chim tại vì là mình bên bếp cho ấm. Đấy, đạo trà. Đấy, trà ngủ đấy. Anh rót trà nhá. Đây để em rót. Để em rót trà. Anh rót trà. Trà nguội mất rồi. Không sao. Mà kèm uống trà nhá. Vâng. Trà này là trà mình mua đâu? Trà này em mua. Em mua ạ. Trà này em mua ở Sapa. Trà Sapa. Sapa có trà. Sapa có trà san tuyết. Trà ô long, đồi trà ô long nổi tiếng, đồi trà ô long. Cây gì hồng hồng nhỉ? Cây anh đào, Nhật. Đồi trà xong là có cả đồi hoa anh đào. Cái này để làm xôi đúng không? Vâng. Cây này là để hoa, đây là hoa. Biết tên. Tên người giao là Hàng Trang Piang. Hàng Trang Piang, hàng thì có nghĩa là gạo. Gạo trang là xôi. Còn piang là hoa. Đấy. Hoa gạo xôi. Nghe nó rất đơn giản. Gạo hoa gạo xôi. Đúng là cái hoa này để làm màu, để tạo màu cho xôi. Màu của nó sẽ là màu vàng. Vàng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà trước khi tạo màu mình phải khô à? Trước khi tạo màu thì tươi cũng được. Nhưng mà ở đây khô là bọn em làm để khô để được lâu dùng hơn dần. Vâng. Để mình dùng quả dần. Quả có bầu đúng không? Có bầu, có hồ lô. Sau khi quả to thì hái, nhưng sau quả bé tí thì hái để làm gì? Nó là hai nó giống. Nó là hai giống khác nhau. Giống này là giống to, giống này là giống nhỏ. Giống này là bọn em làm khô để làm cái gáo múc rượu. Hình như mình có cái giống hồ lô bé mà không lên. Quả này ăn được đúng không? Quả nào ăn được? Quả nào cũng ăn được, nhưng mà quả này thì ăn lúc nó còn bé bé, còn già nó sẽ không ngon. Bé giống như ăn kiểu non hả? Vâng. Đây là cái quả gì? Quả cọ. Quả thảo quả. Thảo quả. Thảo quả. Mình từ quả cọ. Thảo quả. Ở đây có trồng thảo quả không? Có. Ở bên rừng này vẫn có nhưng mà ít. Anh bảo là cái miếng thịt treo này là ăn được đúng không? Ăn được. Miếng đấy là phơi bao nhiêu lâu rồi? Từ Tết rồi đấy. Từ Tết bây giờ cũng mới mà. Một tháng. Cái món này ăn với gì? Ăn với cơm. Món nào? Này hả? Món mình đang làm. Ăn với cơm mì trường. Phải ăn với gì? Đúng lại là cứ cho vào mồm. Ăn với cơm mì trường. Món này, cái món thịt nhồi ống tre này thì ở đây người giao bọn em hay làm vào những cái dịp Tết. Tết này, những dịp cỗ. Ra đây. Cỗ Tết. Chỉ dỗ bây giờ dỗ Tết. Vâng. Còn bình thường là không nấu. Hôm nay có cái dỗ gì đấy? Hôm nay là sao gọi là dỗ rồi mà hôm nay sao đang kiêng mà. Người giao là có nhiều cái kiêng lắm. Như kiểu mùng 1 đầu tháng mùng là sẽ kiêng, mùng 1, mùng 2 kiêng, tháng 2 cũng kiêng. Những cái ngày bình thường kiêng kiêng nhiều cái kiêng. Kiêng như mùng 1 tháng 2 là dạ. 20 tháng 1 là kiêng gió là mình sẽ kiêng con chim tại vì là mình không ăn nó hay là nhiều. Mình không nói đến nó, không nói to, ăn nó không nói to. Không chạy nhảy, không mang những cái đồ ở ngoài vào trong nhà. Mình không có đi bắt mình kiêng sâu bọ cho chỉ làm gì cả. Là ý là mình sẽ kiêng cho một năm mùa màng nó không bị nó phá. Là mình cũng không, tại vì ở trên này là chim trồng, nó sẽ đi ăn. Mình cũng không trồng ngô luôn hôm đấy luôn. Những ngày kiêng bọn em hay làm bánh. Hôm nào anh em mình đi hái lá bánh chít mình làm bánh ăn. Bánh gì á? Bánh sừng trâu. Bánh giò thì anh biết rồi, nhưng bánh sừng trâu là bánh bánh gọi là chip ở đây. Bánh là chip ở đây bọn em gọi là bánh sừng, nhưng mà nó vẫn được làm từ gạo với giò. Xong là nó có nhân thảo quả. Hình như hôm trước anh nhìn thấy ở đâu nhỉ? Ở trên bếp hay sao? Ở trên bếp làm từ hôm mùng 1 tháng 2 đấy. Kiêng là cứ kiêng, đúng không? Kiêng là bọn em sẽ làm. Ở trên đấy còn không? Còn vẫn còn hai cái. Tí nữa mình lấy ra nướng ăn. Ở đây có bếp này. Những ngày như này mà vào trong bản là kiểu gì sẽ có bánh. Ngày ra riêng này. Bản là đi mình đi xuống dưới à? Vâng. Bản là lên đi xuống dưới có bản đó. Trên này cũng có. Ở trên đấy anh biết rồi. Vâng. Nhưng mà ở dưới kia thì mình ở dưới kia vẫn có bản. Bản là lù khấu.
là một cái thôn, là một thôn. Một thôn khoảng bốn mấy hộ. Thôn này là thôn cái gì A nhỉ? Can Hồ A. Tại sao thôn... lại gọi là Can Hồ A? Thôn lên ở bên trên là Can Hồ B. Anh tưởng A là tên ai đấy. Can Hồ A. Can Hồ A, Can Hồ B. Đi để dọc vào bên biệt. Trong lại có cỏ Can Hồ Mông. Can Hồ Mông. Mà Can trong đấy chỉ là... có riêng người Mông. Bản đấy là chỉ có người Hơ Mông ở thôi. Không có một hộ người Dao. Mà hình như cả làng như họ theo đạo hết gần hết. Nói thế nào, như ví dụ như người ta nhớ đồng người ta lấy một cô người Dao thì sao? Không có, không có. Không có. Người dân tộc Mông ở trong xã này là cái thôn đấy là thôn Can Hồ Mông, là không có một người Dao bên nào ơi, bên ơi, bên ơi. Không có một hộ người Dao nào. Cả bốn mấy hộ chỉ là người Hơ Mông hết. Người Mông uống rượu nhiều hơn người Dao hay người Dao uống rượu nhiều hơn? người Mông ở Can Hồ Mông lại không uống rượu. Tại vì là họ theo đạo. Cứ theo đạo không uống rượu. Cả làng theo đạo không theo uống đạo, rượu, không cờ bạc. Chỉ chú tâm vào làm ăn, thậm chí họ còn không làm ruộng luôn. Sao đấy? Muốn không làm ruộng luôn. Mẹ cho em xuống nhá. Không làm ruộng mà tập trung làm ăn. Tại vì họ làm là họ sẽ nuôi cá các thứ. Là họ sẽ đúng là họ sẽ nuôi cá hồi cá tầm. Có tên gì? Có tên gì? Đừng lấy cái này mà thả vào cốc nước này toi. Úi, vừa nói xong tránh xa vòng tay của trẻ em.